di tích dốc cây cám nằm trên trục quốc lộ 55 thuộc ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, được xây dựng thành một khuôn viên bia đài tưởng niệm, được giữ gìn và tôn vinh. Nơi đây đã ghi dấu cuộc tiễn đưa lực lượng kháng chiến miền Đông Nam Bộ tập kết ra Bắc vào năm 1954. Và những ký ức về cuộc chia tay xúc động này hôm nay vẫn còn được nhiều người nhắc đến. Thực hiện Hiệp định Genève ngày 22 tháng 7 năm 1954, các lực lượng vũ trang và dân chính đảng các tỉnh miền Đông Nam Bộ hành quân về khu Xuyên Mộc, Hàm Tân để chuẩn bị tập kết ra Bắc. Dốc Cây Cám, địa điểm được Ban Lạc Hiệp đình chiến ở Đông Nam Bộ chọn làm vị trí tập kết, đã chứng kiến cuộc chia tay lưu luyến xúc động của gần 10.000 cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang với hàng vạn đồng bào các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Dốc Cây Cám vào năm 1947, lần đầu tiên chi đội 16 lực lượng cách mạng chính quy của tỉnh đã tổ chức phục kích giao thông đánh địch. Trận Dốc Cây Cám là trận đánh nổi tiếng của chi đội 16, mở màn cho hàng loạt trận đánh phục kích giao thông như các trận Đá Văn, Ẻo Ông Từ. Trận này, ta tiêu diệt nhiều sinh lực và cướp được vũ khí của địch. Cùng với việc phá cầu Trọng, ta buộc địch phải rút bỏ đồn Xuyên Mộc và các xã lân cận. Ngày 16 tháng 5 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có quyết định số 932 công nhận di tích Dốc Cây Cám là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Di tích có ý nghĩa tác dụng lớn lao, góp phần trong giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu quê hương cho các thế hệ trẻ, mãi mãi trân trọng, gìn giữ, noi theo và tiếp tục phát huy truyền thống đó.